Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Trước tiên chúng ta cùng chào đón những nhân vật luôn mang lại tiếng cười, niềm vui và luôn rất là năng nổ trên sân khấu Bảy Nụ Cười Xuân. Xin giới thiệu nghệ sĩ Tiến Luân. Chúng ta chào đón ca sĩ Trương Thế Vinh. Chúng ta chào đón Lâm Vĩ Dạ. Và cùng vỗ tay cho Lê Huỳnh Thủy Ngân. Và một nhân vật nữa đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Ngày hôm nay thưa quý vị, anh em chúng tôi với một cái concept quần áo mang phong cách dân gian, toàn là những bức tranh đồng hồ. Thì ngày hôm nay chúng tôi mang đến những trò chơi về dân gian. Thì bây giờ các bạn có thể kể một vài trò chơi về dân gian được không? Sao cái eo người ta ở đây mà anh kéo lên đây không, vậy? Đôi lúc cuộc sống phải sáng tạo. Đây là một trong những sự sáng tạo không cần thiết. Chị đừng nói vậy, nói vậy để anh Giang. Sao cái eo của anh Giang tôi dưới đây vậy? Cho cái áo phòng xuống. Cái phòng xuống. Vinh nó nói với tôi là kéo lên này cho chân nó dài. Đúng rồi. Anh em mình đã từng chơi những trò chơi dân gian nào mà mình thích? Dạ, ô ăn quan. Ô ăn quan. Kéo co. Kéo co. À, ông chim tóc tán. Cái gì? Trời ơi, cái đó là tổng, tỉnh tổng. Đánh lưu gì đó. Sớm người ta kêu vậy. Em là thích chơi 5-10. 5-10 là môn của Dạ luôn. Dạ rất là thích chơi 5-10. Sao vậy? Đó là 5-10, 15-20 đúng không? Rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê. Đúng rồi. Rồi cướp cờ. Đúng rồi. Rất là nhiều trò chơi dân gian. Ngày hôm nay cũng phải nói một điều là các bạn nhỏ nha, sống ở vùng quê thì không sao, nhưng mà sống ở thành thị nhiều khi các bạn lại không biết những trò chơi đó. Tụi em sống ở thành thị nhưng mà vẫn chơi đầy đủ. Em sống ở Bình Lợi em chơi đủ hết. Bây giờ đâu, đang nói các bạn nhỏ bây giờ á. Đạt lon đồ gì đây đó. Đúng rồi, đạt lon. Bắn bi giờ con tôi còn không biết cái cục bi nó ra làm sao. Thì đó, cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn mang lại một phần nào đó để cho các bạn nhỏ, các bạn trẻ cùng xem với bố mẹ, anh chị mình trên sóng truyền hình để biết thì ra có những trò chơi dân gian đó. Thì ngày hôm nay với concept này là concept gì các bạn biết? Chàng tí. Thần đồng rất Việt. Dạ. Đó. Tí tèo rồi đó ha. Ngày xưa có những câu chuyện về những các bạn nhỏ mang tính chất là thần đồng vào cung đình rồi giải mã này kia đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có những trò chơi để phù hợp với lại cái concept này. Yeah. Và các bạn nhỏ sẽ thấy một phần ký ức tuổi thơ của anh em mình ngày xưa. Okay. Thì để tìm ra một khách mời phù hợp với cái concept này, cũng dân gian, cũng hướng về gia đình nguồn cội. Quan trọng là trẻ con. Trẻ con. Nhi đồng. Quan trọng là nhi đồng. Chúng ta chào đón nghệ sĩ Huỳnh Lập. Rất là con nít luôn, ra là một hồi mệt là nằm ngủ. Đó, lúc này thở là giống người lớn tuổi rồi nè. Lên xỉn, lên xỉn rồi. Thở là biết là có tuổi rồi đó. Thở em nói vậy, không cần thở oxy không á em. Sao mà lộn mấy chồng mà thở như vậy chị? Tại mình có tuổi rồi đó. Ủa vậy hả? Ai cũng 30 rồi, ít nổi gì. Em là được khỏe đó, chứ bây giờ chị Ngân với lại chị Ngọc lộn đâu có nổi. Em đứng bên đây. Thì Huỳnh Lập hãy gửi lời chào quý vị khán giả đi nào. Dạ, là nói đầu tiên cho em Huỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Với sự trở lại này thì em thấy anh em nghệ sĩ cùng các quý khán giả đang
có mạnh mẽ, có sung hơn ngày xưa không? Dạ sung hơn rất là nhiều ạ. Khi mà tất cả các anh chị mỗi một người xuất hiện như vậy là mọi thứ nó cứ rần. Và nhờ như vậy em cũng tự tin hơn và cũng mạnh dạn hơn để lộn cua mèo ra đây mấy vòng. Lộn cua mèo. Tuy rằng là ngồi thở hơi lên. Hơi lên. Nhưng mà cũng được sự ủng hộ quý khán giả. Và hy vọng là chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ giữ được một cái nhiệt giống vậy luôn cho hết chương trình nha. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị khán giả thân mến, anh em chúng tôi xin chào đón quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Lộn cái coi, hơn lộn cái coi. Lộn. Lộn cái gì? Lộn. Ôi trời, ai cũng cầm cái đầu của mày vậy? Sao con bé được cái ai kiểu gì làm nấy hả? Mà không biết được làm được không cũng là. Đó không phải là sự hy sinh đâu. Bây giờ vậy ha, chúng ta sẽ chia đội bằng những cái trò chơi nhỏ, lẻ nhưng mà có nhiều tiếng cười. Các bạn có chơi trò chơi một con vịt, hai con vịt? Một con vịt sẽ ra hai cái cách. Không, một con vịt rớt xuống ao, bụm. Ngốc nách lắm. Chị không ấy. À, rớt xuống ao, rớt xuống sông, rớt xuống biển rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đứng theo vòng cung. Lẽ ra là vòng tròn, nhưng mà vòng tròn thì không phục vụ ghi hình được. Chúng ta sẽ đứng vòng cung. Trời ơi, chuyên nghiệp quá, biết chữ vòng cung không vậy? Bắt đầu từ chú Thí Vinh ha. Chú Thí Vinh là một con vịt, nói đi, một con vịt. Một con vịt. Rớt xuống sông. Rớt xuống ao. Bụm. Bụm. Tẩm đi cho nó sang. Bụm. Mà tẩm là phải nhúng cái hai ba. Bụm. Đó. Thì tới Trường Giang sẽ quay trở lại. Không, chúng ta sẽ chơi theo kiểu của anh em mình ha, cho nó khó hơn. Một con vịt thì em là hai. Hai con vịt rớt xuống ao. Tẩm. 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 Không, phải người khác tẩm. Tẩm. Đây tẩm mà. Đây tẩm. Đúng rồi. Thật sự là có biết chơi không? Rồi làm lại ha. Một con vịt rớt xuống ao. Tẩm. Một con vịt. Hai con vịt. Ủa tới anh là hai con vịt chứ? Không, mình sẽ chơi cho nó nhiều ha. Cho nhiều luôn hả? Tại vì mình ít người quá. Một con vịt. Hai con vịt rớt xuống ao. Tẩm. Phải nhúng nữa đó. Một con vịt. Thật là biết chơi không vậy? Hai con vịt tiếp đi. Hai tiếp con, đi. Có hai con vịt. Đúng một rồi. Con vịt. Một con vịt. Một con vịt. Hai con vịt. Ba con vịt. Rớt xuống ao. Tẩm. 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 Hiểu. Một con gì, đổ gì? Một con gì? Một con gì? Sao bắt đầu chơi chứ ví dụ gì lâu dữ vậy? Hiểu chưa? Hiểu rồi anh. Em là người hay không hiểu lắm. Em hiểu, em chúng hiểu. Ta nên nhớ phải có cái nhịp pạp 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 chứ không có bụng dịch. Dạ, hai dịch. Nhưng mà cực là lâu là bị thua. Nhanh nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Bây giờ chơi bắt đầu từ Trường Giang. Một con dịch. Rớt xuống ao. Một hai. Lại biết chơi chưa? Chị phải bắt đầu lại một. Đứng lên. Loại. Trời ơi, chơi chưa nóng mồm nữa bị loại rồi. Chưa kịp nói con vịt nữa mới có 2-1 là bị. À mấy à, chưa tới ta chỉ qua con gì đó cái. Chúng ta sẽ loại dần để tìm ra đội thua. Những người thua sẽ về một đội và chắc chắn bị phạt. Bắt đầu từ Vinh lại nè. Từ đâu? Một con vịt. Rớt xuống nào. Bấm. Cái gì mà bấm người ta là tẩm. Hai người đó. Ủa? Sao mà cứ một lần chơi một vòng là bị loại một người vậy ta? Chứ vậy ra chưa được lên hai con vịt luôn. Tiến luật á là sai, đã nhắc từ lúc tập là tẩm mà bây giờ là bấm mới còn rất nhịp nữa. Phải lo cười nhỏ này. Một con vịt rớt xuống ao. Một con vịt. Hai con vịt. Hai con. Hai con vịt mắc mới chị nhún. Hay nhún lắm đúng không? Quen không? Đấy là tính làm hình ảnh con vịt. Đúng rồi, làm tắt đúng rồi, làm tắt đúng rồi. Nhưng mà ai thể hiện lắm. Kiểu như là tụi ta đang được chơi. Ngày hôm nay chúng ta có đội thắng là Chu Thí Vinh, Huỳnh Lập và Thúy Ngân. Đội thua từ ban đầu. Thua từ ban đầu. Là Lan Ngọc, Lam Mỹ Dạ và ông chú Bệnh Tiến Luật. Một mình đôi vai gầy phải gồng gánh. Ủa là đội từ đây tới cuối luôn á. Đúng rồi đó, sự thông minh của tụi mình đó nè, tay nhanh hơn não. Bây giờ là chúng ta sẽ chờ đợi sự phối hợp
có nhịp nhàng hay không. Mới bàn về chiến thắng, mời đứng đây. Tức ghê, bắt gì hai con vịt em giống gì vậy ta. Chơi trò chơi nhỏ cho nhóm tôi. Có được tặng gì không? À, chơi trò chơi là cái người đó là thua là chịu không chịu hết hình phạt ha. Nè, bây giờ chúng ta chơi đập một chữ liên ba thôi. Dạ, ba chữ không? Em thấy anh mệt bột bột lắm. Nè, mập, mẩm, mỉm, hai, ba. Mập, mẩm, mỉm, mập, mẩm, mỉm, mập. Rất kịp. Giờ này nó mới mập chứ phải mập luôn nè. Chán quá. Không có vui gì hết. Chơi với những người không cùng đẳng cấp. Vô đây. Đi qua đây. Đi qua đây, đấu dài thử nè. Bây giờ em đấu với anh Lục. Rồi, bún bò quế, hai đứa qua lại nè. Không, bây giờ liệt kê những món liên quan tới bún, bắt đầu. Bún bò quế. Chưa ăn bún mà sao phun dữ vậy chị? Gì mà dơ dữ vậy? Ừ. Ôi. Có mùi, bún, bún gì mà mùi dữ vậy? Ê, mà phun chỗ đó là thấy cọng bún là lỗ mũi rồi đó. Ôi, vậy nè. Là anh được nghiêm túc khoe không khoe? Tự nhiên quay qua cái bún mà quế cái... Em giỏi với lại gì? Thì nói cái từ... Rồi, nó nãy đúng không? Rồi. Hoàng, Hoàng, Hùng, Hậu, hai ba. Hoàng, Hùng, Hậu, Hùng. Hoàng chứ. Hùng, Hậu. Rồi, nói chung là về lại đội mình đi. Ủa, bé không chị thích, chị thấy em thích đội bên kia hơn chứ. Dạ không có. Em mời chị yêu bệnh cho anh lực gánh cho nặng. Đội chiến thắng không sao, đội thua bị hình phạt từ đầu chương trình. Yeah. Rồi, chọn đi. Đây số 1, đây số 2 và số 3. Đứng im đó, đứng im đó. Số 1. Số 1. Số 2. Còn lại để tôi. Có màu không? Có màu không? Số 2. Màu không biết mà chị thấy được là cái mức. Rồi, vô. Hai cụm gái, cụm gái. 1, 2. Vô. Cái gì vậy? Cô em dâm. Trời bố không hết vậy? Ủa đi. Em uống đi. Em chọn ban đại, em chọn đầu tiên mà. Chị em thấy nước trong em tưởng nước suối hả? Đúng rồi. Của em là khổ qua hay cần tây vậy? Tốt. Tôi nước đắng. Nước đắng tốt. Em muốn được nước đắng. Uống hết rồi. Uống giảm đi cho cuộc đời nó chua chát. Người ta nói là nước đắng giả tật, sự thật mất lòng. Bây giờ lớp lớp chứ không phải bà nhìn thấy trong 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 mà nghĩ là à nước suối không không thấy được màu đâu có thấy được màu đâu mà em tưởng nước lòng thiệt. Bây giờ là trò chơi đầu tiên của bảy nụ cười xưa. Thưa quý vị thân mến, đây là trò chơi đầu tiên của bảy nụ cười sơn. Trò chơi này mang tính đồng đội, khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh. Chúng ta sẽ có hai đội chơi, đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn hơn, đội đó chiến thắng. Ở vị trí đầu tiên, chúng ta sẽ có ba người. Mỗi người sẽ mang ba cái ống hút bằng bờ môi trên để vào ly đó. Okay. Mỗi người ba ống hút. Sau khi ba người xong với 9 ống hút hợp lệ ở trong chiếc ly này thì có một người sẽ cõng một người và người ở trên sẽ xếp chồng ly 5 tầng. Ở đây. À. Đúng rồi. Ở đây. À. Đúng rồi. Sau đó, người được cõng nhảy vội xuống qua bên đây cõng một người. Cái người được cõng bây giờ phải cõng người đã chờ sẵn ở đây và người ở trên phải ngồi trên cái lưng người kia quăng cho nó dính vào cái xà ở trên. Và 5 lượt dính như vậy là hoàn thành trò chơi. Sao mà cõng rồi anh? Thì anh là cõng cái người ở đây. Đội nào chơi trước quảnh tôi xì đi. Anh ra cái gì? Em ra cái búa. Anh ra cái gì? Cái búa, cái búa, cái búa, cái búa, cái búa. Cho em luôn á. 1, 2. Cái
kìa búa. Thắng không? Thắng sao được mà thắng, nhìn cái mặt kìa. Quay hỏi ta giống như là mình hay dữ lắm vậy đó. Bị anh Luật thao túng đại gì anh rồi. Anh làm cái bùa gì trên đầu em á, anh mới. Đây là cái búa, phải cái bùa. Đây là cái búa, chứ không phải cái bùa. Mời vào vị trí. 1, 2, 3. Thời gian bắt đầu. Đi qua đó lấy ông Phúc. Ủa vậy hả? Phải lấy ông Phúc hả? Đi qua đó lấy ông Phúc. Không phải. Em nước chừng. Chưa. Thì đứng đó đi đợi 3 lần ở bên này xong. Qua kia đi, Em qua đây đi, qua đây đi. Tào lao. Đã nói là 3 người ở đó. Go. Đó, 3 người ở đó, thấy chưa? Đủ 9 cái ông Phúc. Đủ 9 cái lần hả? Rồi, qua đây là lượm lại đi đâu. Ôi nhỏ bụng về ghê. Từ từ thôi. Đúng rồi. Rồi, thêm 3 cái nữa. Khoan, mới có nằm ngân thiếu cái. Ngân thiếu cái, lạp bỏ. Ngân thiếu cái. Ngân nãy nó bị rớt cái rồi. Trời ơi. Rồi, lạp go. Báo không à. Thấy lập chạy còn nhẹ nhàng hơn ngân nữa. Xong rồi lập cổng rồi kia. Lập nhìn nó thanh thoát quá ha. Đây nè. Chị này. Ăn gian. Chưa rớt rồi. Lập ơi. Chị làm em rồi. Vô lên. Trời, dưới năm. Năm dưới. Chân năm. Trời ơi, chết đội tôi rồi. Anh gán nha, em nhẹ hiệu à, em có 5-3 kg à. Bên kia làm gì vậy? Làm rối luôn. Làm tự ba làm rối mình á. Bị trên đó nha, nó bị trên. Từ từ. Lẹ lên. Thiếu một cái rồi Lập ơi. Cố lên. 5 cái đúng rồi. Ý ở dưới nó bị thiếu một cái kìa. Ủa sao mà chậm chạp vậy? Đổ. Đừng có thở, anh Vinh đừng có thở. Vinh bị thói bị đi đệm đó. Rồi. Yeah. Giám khảo thấy có một chồng, có một cái hai ly. Trời ơi, khỏe quá. Rồi, khoan. Chưa thành công ở đây. Này hai ly, cái này. Trời ơi, báo nữa. Cái gì anh? Ê, gì vậy? Sao? Bữa trên được làm chưa? Ủa? Leo lên. Hai ly. Rồi. Anh sẽ tới xíu. Rút nó ra thôi. Rút nó ra đổ sao? Đổ liền. Làm đổ liền. Anh xuống với bậy nữa. Em giữ hai cái ở trên thì em rút ra. Không có cửa đâu. Nè là lấy xuống hết. Cho nhanh. Lấy xuống hết cho nhanh. Đúng rồi. Thông minh. Đúng rồi. Quá trời thông minh rồi. Chỉ có điều làm được thôi. Để vậy chứ vui. Mỏi quá. Giữ vậy. Mỏi quá. Đó rồi. Đó. Đó làm lại từ đầu đi anh ơi cho nó khỏe. Ai vậy? Là tôi đó. Anh ơi. Không có phụ giúp, khúc này là chơi ấy rồi. Thằng bé này nó tập gym. Thật là chắc ha. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi. Trớn đau. Ôi. Quay mấy vòng. Không, quay ngược lại. Quay ngược lại. Phải. Quay ngược lại. Ủa Ngân, em gieo tú cầu hả Ngân? Quay ngược lại nhẹ thôi Ngân. Đúng rồi, lên nhẹ thôi. Giữ cái dây cuối rồi.
Tôi cộng hay cuối giờ. Em phải giữ cái dây lại. Giữ lại. Đó, đúng rồi. Lấy cho em con gấu khác đi. Nãy giờ 10 phút rồi. Sao anh không cộng mà anh chưa cộng anh? Đúng rồi, cộng phải chắc cái mấy chỗ con đó. Mấy con rồi. 5 con. Làm từng con rồi ba đóng nguyên một nùi thấy không? Đứng lui ra chứ Lập. Không phải, lui đây nè. Rồi đúng rồi. Mỏi tay quá. Chị cứ giữ á. Chị quay. Mới vậy thôi mà mỏi tay. Không sao. Cầm cái đuôi. Có lại một cái dây. Nó ngắn quá à. Ngắn đầu ngắn. Vô. Không dây này, dây này ngắn lắm không? Nhảy lên nè, 2, 3. Rồi. Quá. Cứ hồ xem. Không sao. Dừng thời gian. Dừng thời gian. Như vậy là thời gian đã dừng lại. Chính xác là bao nhiêu chúng tôi sẽ công bố sau. Lập phải làm càm lại. Không sao. Hoàng bỏ vết thương. Hên quá. Bài tập tiếp theo. 3, 2, 1, go. Cố lên chị, cố lên. Go. Thì sao thấy mình có kinh nghiệm hơn. Đúng rồi, sắp lại. Cho nó gọn, chị cho nó gọn. Làm gì cho nó gọn, đúng không? Đó, cho gọn rồi, thấy không? Để bay bưa đến bàn. Cái ca này nè, cái này nè. Cú này mới chết nè. Ôi. Không được dình nha. Cơ hội chơi dình, chơi dình nha. Không được dình cái tay. Tự vậy sao tạm Ngọc ơi. Vậy đó, mới khó chứ. Đúng rồi, vậy mới khó. Không được dình. Không có dình, không có đụng chạm với bàn hết. Đúng rồi. Ở đây. Đúng rồi. Ở đây. Đúng rồi. Không được dình. Đó. Không được dình. Lên, lên. Vinh ơi, đừng phá Vinh. Anh Lân. Rồi. Không được Vinh. Vinh nói, đâu? Anh phải Vinh là em tút liền ra. Anh không có Vinh. Anh Vinh một cái đi à. Anh không có Vinh. Anh không hề Vinh. Dạ, dạ, em ơi. À. Sao? Có chị để điểm chưa? Có chị để điểm chưa? Cầm cầm này đưa em nha. Trời ơi, bà được cầm từng con thôi. Hai. Sao lắm được sắc. Ra. Hai. Từ từ thôi. Mạnh lên. Không sao đúng đâu. Rồi. Chị mạnh lên nữa hả lắm. Mạnh lên nữa nó phải đi hai vòng. Rớt của em rồi. Mạnh lên nữa nó mới đi hai vòng. Mạnh lên chị. Từ từ thôi. Trời, chị còn nhiều thời gian mà đợi em lâu lắm. Lên hai vòng. Không phải nó vừa cái dây á. Qua bên này đi. Qua đùa. Hai con không? Hai con rồi. 1, 2, 3. Hai vòng. Dịn. Được rồi. Buông ra đi. Rớt rồi. Hay lắm con. Con này nó nguyên sinh. Rớt luôn rồi nha. Hay lắm con này nó nguyên sinh. Rớt luôn rồi nha. Còn có một con. Rớt rồi. Chị đánh mạnh lên cho nó hai vòng anh Luật. Anh Luật qua bên đúng này rồi, nè. Quay mạnh lên. Qua bên này nè, bên nó dướng cái vậy. Hai con rồi. Đúng rồi. Hai con à. Ủa sao vậy? Hai con. Nó rớt rồi chị. Đúng không? Ủa chị nó rớt. Ba con. Có ba tổ chức xác nhận. Mới một vòng mà. Bốn rồi. Biết sao nó dính nó chảnh rồi chứ. Bốn con. Sao mà nuôi con gì bờ. Bốn. Vậy.
Đúng rồi, hay đó. Đúng rồi. Thôi đó, bạn của tôi nha. Tôi qua đây, tôi để riêng qua đây rồi. Ê, qua. Chớ còn con nữa. Bị rớt. Còn con nữa, bị rớt con rồi. Bị rớt con này nè. Rớt luôn rồi. Đúng rồi, đó luôn. Rớt luôn rồi. Đúng rồi, đó luôn. Rớt nữa kìa. Còn hai con lận. Nó phải quấn ba vòng mới được. Bị rớt hết rồi. Rớt. Nó bị rớt á. Rớt là rớt con. Giật lên, giật lên. Đúng rồi, rồi. Con nữa là được rồi. Nhưng mà không được á. Trời. Rớt hết cái gì mà kìa. Cái đó vậy? Rồi, buông con cái rớt không nè. Buông ra. Buông ra, buông ra. Rớt, nó nặng. Trời ơi. Bỏ đi, bỏ đi. Chó tội về ba. Đó, rớt. Tội về ba. Đó, rớt. Còn con nữa là đủ. Còn con nữa. Coi chừng rớt con kia nha, coi chừng rớt con kia. Con đó cũng nguy cơ rớt đó. Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra đi, buông ra đi. Yeah. À. Khoan đem kiểm tra thử coi sao nè. Ủa? Đúng rồi. Rớt. Rớt. Đúng chứ, cái là rớt rồi. Nhưng mà quay lại coi của mình kìa. Ba giám khảo tính rồi. Tính hả? Bây giờ chúng ta sẽ thêm thời gian đội nào ngắn hơn chiến thắng. Đội các bạn mang về trong khoảng thời gian là 5 phút 43 giây. 5 phút 43. Nhiều quá ha. Hay 5 phút dài. Thua rồi. Đội của mình là 4 phút 40 giây. Wow. Là bị cái ly thôi. Mình bị phá cái ly đó. Tỷ số hiện tại là mình đang dẫn trước 1-0. 1-0. Có ý kiến gì không? Dạ không, em thấy xứng đáng. Tại sao xứng đáng? Tại đội em chơi hơi lụp chụp quá. Tại mình chơi đầu á. Chứ chơi thứ hai là rút kinh nghiệm. Nhưng mà mới vòng đầu chưa nói lên được chuyện gì đâu. Như vậy là vòng đầu tiên cũng chưa nói lên được điều gì. Chúng ta chờ đợi vòng thứ hai của 7 nụ cười show. Thưa quý vị, đây là vòng 2 của 7 nụ cười show. Ngay bây giờ là trò chơi gọi là dựa theo cảm hứng của bịch bắt bắt dê. Mình sẽ là bịch bắt bắt gấu. Bắt gấu. Chúng ta sẽ có dài là 6 người chơi. Nhưng chỉ có 5 con gấu rải rác trên tấm thảm này. Khi có hiệu lệnh chơi thì chúng ta sẽ bịt mắt và đi tìm con gấu đó. Chúng ta có nhiều lượt chơi và dĩ nhiên nhân vật nào bị loại nhiều ở đội nào đội đó thua. Ôi sợ quá. Anh có gì phải sợ, bao nhiêu mùa rồi. Chơi liền đi anh ơi. Mời vào vị trí. Dạ vâng ạ. Nó sơn rồi người, nó sơn. Nó sơn luôn rồi. Tụi mình gian manh quá, thiết kế sơn luôn à. Trời, leo vô cảm giác rất là thời gian nha. Ghê thiệt. Rồi, các bạn ơi, 6 thành viên nhưng mà chỉ có 5 con gấu cho mỗi lần chơi nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Anh thấy không anh Luật? Không. Ba, hai, một, go! Ủa ai đây, ai đây? Em Lập. Vẫn còn con gấu, vẫn còn con gấu. Rồi, vẫn còn đang chưa. Con gấu cuối cùng vẫn đang thuộc về Ninh Dương, Lan Ngọc và Thúy Ngân chưa có hồi kết. Vẫn chưa có hồi kết. Vẫn chưa có hồi kết. Ai giật được bỏ chạy là người đó thắng. Vẫn chưa có hồi kết. Dừng lại.
Mở mắt, mở mắt, mở mắt. Mở mắt. Như vậy, lượt đầu tiên người thua là Thúy Ngân, phục tự Quỳnh Lập của Thúy Vinh. Mệt quá. Tôi nói thiệt nha, ở cái chuyện chơi mà giật dọc mang về lợi ích cho mình, không ai qua Lan Ngọc hết trơn. Không có. Quá khủng khiếp. Đầu tiên là đội mình bị một lượt thua rồi đó nha. Dạ. Mấy lượt anh? Mấy lượt anh? Mình có 5 lượt chơi. 5 lượt rồi. Mời Bình Mắt. Bây giờ để tạo thêm độ khó cho cuộc chiến nó hấp dẫn hơn. Không, anh em đây hấp dẫn dữ lắm rồi anh ơi. Không, chưa. Chúng ta Bình Mắt quay dò dôi 10 vòng và bắt đầu chơi. Trời ơi, dò dôi. Rồi, mời Bình Mắt. Thôi, thôi, thôi. 3, 2, 1, xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em quay mấy vòng em quên rồi. Ôi. Em quay mấy vòng rồi. Go, go, go. Ai đây? Xong chưa, xong chưa? Ai vậy? Chưa, chưa, em chưa có gầu. Ngọc ơi, Ngọc. Đâu? Anh chết, anh chết ơi. Anh chết, anh có đâu, anh đâu rồi? Đó, đó, đó. Dừng lại. Tất cả ngồi tại chỗ. Mời mở mắt. Như vậy, lượt tiếp theo là Quỳnh Lập cũng thuộc về đội Thúy Ngân và Trương Thúy Vinh. Thua. Làm sao có thể bắt được con gấu ta? Chụp đi, chụp. Ủa? Chơi xong rồi, chơi xong rồi. Năm lượt chơi mà đợi mình thua 2 lượt rồi đó. Dạ đúng rồi đó, lượt thứ 3 luôn đi là ok rồi. Ủa chị bị gì vậy dạ? Mệt đó em. Chị giật với ai không? Chị không có giật em mà chị sợ quá. Ủa tâm sao nãy giờ mọi người không bị dính ai vậy? Em nghe khán giả la, khán giả mà la lớn là em gần 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 con gấu á. Em có ghê chứ, ghê chứ. Anh cho em thắng cái gì anh trai. Ok, ok, ok. Cho em đi trước luôn. Ủa gì vậy? Mời Bịt Mắt. Tự nhiên hai đứa kèm tôi vậy? Chị có ý đồ gì? Mời Bịt Mắt. Rồi. Chuẩn bị. Ủa có mày dòi dòi nó không vậy? Xoay dòi dòi 10 vòng. Làm bị dạng vàng quá nha. Một. Quá chưa bắt đầu mà đúng không? Xoay đi, xoay đi. Ba. Xoay luôn. Một. Mười. Chín. Mười. Ôi. Trời ơi. Trời ơi. Ui da. Ui. Ui trời ơi. Ui da. Ui. Ui trời ơi. Ở đâu vậy? Cái gì vậy? Đây là Ngọc, đây là Ngọc, đây là Ngọc, đây là Ngọc. Ai rồi, ai rồi, ai rồi? Được rồi, mở mắt đi. Vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn à. Vẫn còn trong đánh thảm thôi, vẫn còn. Lập ơi, em đâu rồi? Lập ơi. Kêu lên tiếng đi. Ai vậy? Ai vậy? Chị. Chị nào? Chị Ngân. Chị Ngân hả? Đâu? Vẫn còn, vẫn còn. Chóng mặt quá. Ủa, Lập ơi. Lập ơi. Lập ơi, em có gấu chưa? Lập ơi, em có gấu chưa? Ây, ây, ây. Chị à, à. Cuộc chơi vẫn còn, cuộc chơi vẫn còn. Giành giật thoải mái, vẫn giành giật được. Vẫn giành giật đi em ơi. Ở đây. Em Lập, em Lập. Ở phía trước em.
Chị Dạ, bắt Dạ lại. Cướp. Ngồi đi đâu, đi đâu. Kìa, nó cầm hai con. Đi ra ngồi rồi. Dạ. Đi ra lên cho em. Đi vô anh con đây. Ngân, cầm hai con. Rồi, giờ cuộc chơi, giờ cuộc chơi. Ở đâu vậy? Mời mở mắt, mời mở mắt. Lâm, mời mở mắt. Như vậy là Thúy Ngân là một mình ôm hai con là sai luật. Mỗi người chỉ được một con mà thôi. Thì phải la lên. Tự đi tìm kiếm. Chị kêu em á. Chứ không thể nào mình lấy cho mình đưa cho đồng đội mình. Xong rồi đó, tôi sẽ bị giày vò. Lâm với Dạ. Em thắng nãy giờ, cho anh thắng cái đi. Thôi thua rồi, thua trắng rồi. Thắng gì nữa. Nãy tôi mới đạp ai á, tôi vừa mới quay sang. Hồi nãy lập đạp từ đây lên tới đây luôn anh. Mà đi theo đường gì luôn rồi. Em nhớ là em đạp chúng có gì mềm nó mệt mà chị chỉ lên đầu. Bên này là lấy được là Ngân phải mở mắt như anh Luật vậy. Tôi kêu đây rồi Đèn Ngọc, đây rồi Đèn Ngọc. Và Lan Ngọc mới vừa kể là hồi nãy là tiếng Luật là tự thấy là xong đưa cho em hả? Anh Luật là anh kêu là hả lấy được rồi là cứ mở mắt ra rồi xong rồi em đang đi mò cái anh kêu đây Đèn Ngọc, đây Đèn Ngọc, anh quăng cho em con vịt. À đó là à, à là à, thì ra là ăn gian ư. À là như vậy là ở lượt này chúng ta hủy không tính. Không tính. Tại vì chúng tôi không có bắt nha. Lan Ngọc tự nói với ban tổ chức, Lan Ngọc được 10 điểm gọi là tuyên dương vì chất ngọc. Đó. Ủa. Em rất là giỏi, anh là đánh giá cao cái sự chân thật của em. Trời ơi, em nể chị lắm á. Không những mà em nể chị trong cái con đường làm nghề. Nhưng mà em bên đây vi phạm trước là tính ra là bên đây thua luôn. À, xin lỗi các anh chị. Có một cái người chân thật nữa là ý kiến. Hồi nãy á, là mình xử Ngân thua bởi vì Ngân chụp hai con. Đúng. Nhưng mà bây giờ Ngọc lại nói là không anh. Hồi nãy là em có ấy được đâu. Anh Lập mới anh Lập cái đuôi nè, đi nè. Thì là hồi nãy là Luật phạm Luật trước. Đúng. Chứ không phải là Thúy Ngân. Dạ. Sau đó Thúy Ngân mới bò qua. Em là chỉ nói quý vị theo. Biết đi, cái xe muốn chạy là phải có xăng. Nó hết xăng khúc này rồi cái xe phải sao chạy. Đúng rồi, đúng. Lượt này đầu tiếng Luật thua. Trời ơi, hay quá em nể chị ghê. 2-1, quá hợp lý. Ánh mắt của chị là cũng như tâm phục khẩu phục luôn. Em thấy được điều đó trong ánh mắt chị đó. Rồi, cái gì? Theo lời của anh là một người chụp hai con là thua. À. Vậy tại sao hai người này chụp một mình em, anh không xử thua? Lập chứ Vinh. Cái đó là trên đường đời số đẩy ta vô tình chụp lấy lẫn nhau. Cái đó người ta gọi là tương tác thôi. Tương tác gì? Tương tác, chị biết tương tác ở trên cộng đồng mạng không? Tôi thấy cái đó là tương tàn đó. Nhưng mà chúng tôi một lần nữa vỗ tay và đánh giá cao đến Dương Lan Ngọc. Yeah. Mời anh Luật nói vài câu với bé Ngọc. Thôi, chúng ta hãy vỗ vào mặt Lan Ngọc đi. Hay quá. Vô nè, còn mình còn vỡ hiện tại là 2-1, đội mình thua 2 và đội người ta thua 1. Cuộc chơi vẫn còn tiếp tục. Mời bắt. Sao mọi người tìm được gấu hay vậy ta? Em không có sen kẽ, sen kẽ, sen kẽ vô. Sen kẽ vô, đừng có. Mời mình bắt đây. Mình tôi muốn các em giày vò đó. 3, 2, 1, 10 vòng xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi quá. Ôi. Go, go. Ai da. Ai da. Ai da. Ai da. Trái hay phải, trái hay phải. Vẫn còn cuộc chơi. Ôi em Vinh ơi, anh Vinh. Thẳng luôn. Mở mắt nè Vinh. Thẳng luôn. Lập ơi, Lập ơi. Đi thẳng. Đúng đi rồi, thẳng. Đúng không, rồi. Bên này nè. Đi thẳng không? Qua đây nè. Đâu? Đó nè. Dừng lại, cuộc chơi đã dừng. Như vậy là... Ủa, gấu đâu? Gấu đâu? Quay. Hồi nãy em đang ấy ai hốt em á. Lại nè. Trời ơi. Trời ơi. Yeah. Tỷ số hiện tại là 2-2. Bây giờ lượt cuối cùng quyết định chiến thắng. Bây giờ ở lượt này chúng tôi sẽ có một sự sắp xếp gấu vô cùng độc đáo. Và khi nào mà ban tổ chức MC đó là dừng cuộc chơi thì mới mở mắt. Khi chưa có dừng thì chưa biết gấu sẽ thuộc về ai. Ok. Mời
Bịt mắt. Thôi, thấy ghê. Mời bịt mắt. Và chúng ta nên nhớ, mỗi người chỉ có được lấy một con. Dù trên đường đời tấp đập, ta có vô tình gặp con gấu nào đó, cũng kệ nó luôn. 3, 2, 1, quay. Mặt ối quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chín, mười. Ôi trời. Trái hay phải hả? Bên trái. Bên trái, bên trái, bên trái. Ở đây, ở đây, ở đây. Đâu trời ơi. Ai, 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 ai. Chị Ngân à. Quỳnh Lập, lui phía sau, Quỳnh Lập, phía sau. Rồi, tấn công đi, tấn công Quỳnh Lập. Đúng rồi, Quỳnh Lập, tấn công đi, nhanh lên, nhanh lên. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Bên trái Lập, bên trái, bên trái. Rồi, trường lên, hốt hẹn, hốt. Vẫn còn gấu trên thảm. Hết giờ. Như vậy người không có gấu đó chính là Huỳnh Lập. Ủa con Hoàng có của ai vậy? Của anh Vinh. Hồi nãy nó là của em. Xong rồi cái em đã năn nỉ anh Vinh tha cho em đi. Em lấy cái răng em cắn tay con thỏ. Em không có bắt được con gấu. Mà anh giật cho bằng được. Cuối cùng em giữ được cái tay con thỏ à. Em lấy được cái lưng quần của ai nè? Cái đó cái tay băng micro của chị. Hàng kia micro chị. Quỳnh Lập là làm bên địa chính nè. Sao thấy đi đo đất đai hoài vậy? Tại vì cái tay chân em ngắn quá, em phải gian gan vậy nè để cái diện tích mà em tiếp xúc với con gấu nó nhiều hơn. Cuối cùng có gặp con gấu nào đâu? Không gặp con gấu nào hết. Rồi Lan Ngọc, Tiến Luật và Lâm Vy Dạ lại thắng ở game này. Hiện tại tỷ số là 2-0. Chúng tôi thấy là hả, hình như là Lâm Vy Dạ là đang có một sự địch nổi. Dạ. Tại sao lại mệt như vậy? Tại vì anh Vinh ảnh bành vực với em đó. Bành vực gì? Ảnh bành vực con gấu. Em đã ngậm cái tay con gấu rồi mà anh vẫn giật ra. Hên là cái răng em chắc chứ không là cái răng em đi theo cái tay con thỏ rồi. Thiệt anh á. Cái miếng ăn vô miệng người ta mà anh còn móc ra là anh đó. Hồi nãy tôi nắm được một đứa. Tôi nắm được cái giò một đứa tôi tính kéo ra rồi. Là tôi. Ủa? Anh nói tới Ngọc anh khác gì tới Ngọc đâu. Tính ra em thấy em ở trong đội này em mệt mỏi rồi luôn. Không tới Ngọc rồi tới anh. Hết thì bạn bè đồng đội rồi hết rồi đối thủ. Quỳnh Lập là hình như là hai lần không có gấu. Không có gấu luôn á. Nhưng nó chạy trốn em hay sao á. Mấy con này có chân nè. Thiệt không thấy luôn. Mà không nhận mấy anh chị kiếm được gấu hay thiệt chứ. Em vô vọng luôn á. Đâu phải mà tụi chị đi đến được mùa thứ bảy. Bây giờ là chúng ta dành một phút gọi là tâm tình chân thật nè. Lan Ngọc, hồi nãy nó dùng chiêu gì mà lúc nào cũng có gấu vậy? Không có, em là cứ đi một đường thẳng về các mé. Nên lấy được là lấy thôi. Đúng rồi, anh Gia hình như không có rã dính giữa hay sao, anh mắc mé không à? Đúng rồi, anh là đi mé không à. Tại vì trước khi mà anh đi thả là em phải mở kiến ra coi anh trước. Xong em mới đẩy xuống để em quay vào voi. Là An Giang á hả? Wow, An Giang nha. Không ai chỉ thành thật luôn. Là vòng nào cũng vậy. Là lượt nào? Hả? Lượt thứ năm à? Đâu có lượt nào đâu, có nghĩa là nói mấy mùa trước. Mấy mùa trước thôi. Không, anh Giang phải check va, phải check va. Chứ cái mùa này là check va đi là em ngay từ lúc mà hả anh Giang còn chưa nói là em đã đeo kiến rồi. Không, thật sự ra là hồi nãy là khi các bạn quay vào do thì Trường Giang mới rải thú. Thấy chưa, em giả bộ quăng miếng thôi. Cho nên không có cái chuyện mà Ngọc thấy được. Ngọc hồi nãy là quăng miếng thôi. Cái đó mà quăng miếng nè. Nè, thí dụ như em muốn nói thì em đợi vòng 3 người ta bắt đầu chơi em nói. Nãy giờ tôi đâu có nói gì đâu.
Anh có thấy là tại sao anh Luật lúc nào cũng có gấu trước không? Tại sao? Anh Luật hiếm. Em nghi ngờ anh Luật. Rồi cho mượn cái mình bắt Luật. Không có Luật đâu. Rồi sơn rồi. Cho mượn mình bắt của Luật. Gặp thêm anh bị tiền đình quay. Tại sao? Dạ. Đây nè, tôi quay dò voi xong, tôi lúc nào cũng đứng lại. Anh ói trước đã. Tôi đứng lại xong rồi không có được đâu Giang. Hồi nãy đứng kế bên em ảnh móc mà nghe cọt kẹt kìa nè, mặt đây nè. Mà không còn không ra. Như vậy nữa. Là tiếng Luật là không có dàn gió bởi vì đen thui à. Không có móc được. Hai trò chơi, mình bị dẫn trước 2-0 rồi. 2-0. Ráng chứ để trò chơi thứ ba này mình thua là coi như thua luôn. Và bây giờ là trò chơi thứ ba của bảy nụ cười sơn. Trò chơi tiếp theo của bảy nụ cười sơn. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại tuổi thơ. Như từ đầu chúng ta đã nói, chúng ta sẽ có những trò chơi về dân gian, về tuổi thơ. Thứ nhất là thưa quý vị, chúng tôi sẽ tìm về ký ức cho chính chúng tôi. Thứ hai là cũng mong các bạn nhỏ, các bạn trẻ cùng bố mẹ ngồi xem trước màn ảnh nhỏ để thấy được rằng là có những trò chơi nó đơn giản nhưng mà nó hiệu quả hơn cái việc là chúng ta ngồi trước cái iPad hay cái laptop hay cái điện thoại cầm. Nó xảy ra nhiều bệnh. Cho nên là cũng mong quý phụ huynh là có xem thì hướng dẫn các bé cùng xem cùng và có thể tạo ra những trò chơi tại nhà được luôn. Đây, hãy nhìn đây. Wow. Đây là phiên bản chúng tôi gọi là ghi hình nên là nó hơi to một tí. Nhưng ở nhà chỉ cần một hai cái chai nước suối, một hai cái con gấu bông là có thể chơi trò chơi này được rồi, phải không vậy? Dạ phải. Mời bước về phía bên kia. Dạ khoan, dạ thưa chủ hội chợ. Chủ hội chợ. Cho tôi hỏi cái này là gì ạ? À các bé ơi, các bé chỉ chơi khúc này thôi. Còn đây là khúc các cô chú bắt đầu sân si rồi. Đây là phần thách đấu, tính sau. Bây giờ chúng ta sẽ có mỗi bạn là 10 quả bóng, màu nào cũng được. Các bạn hãy ném vào gian hàng lon của chúng tôi. Rớt một lon là chúng tôi tính các bạn một điểm. Trong trường hợp các bạn ném rớt 3 lon một lúc thì lập tức được 10 điểm thưởng. Wow. Tất cả sẽ cộng lại điểm của 3 thành viên trong một đội. Đội nào nhiều điểm hơn, đội đó thắng. Trời ơi, em có con gà chiến ở đây nè. Không phải con gì đây. Mò chiến. Bây giờ chúng ta sẽ cử 2 thành viên ra để quản tôi xì. Đội nào chơi trước? Chủ hội chợ ơi. Hả? Cho tôi hỏi con này con gì? Con này là con trâu. Vậy mà đồng đội tôi nói là bên em có một con này gì đây? À, có một con bò chiến. Bò chiến. Trời. Bò có hai loại, bò nuôi và bò tót. Nhưng có bò chiến. Có bò điên nữa anh. Bò điên. Rất mệt mỏi. Ai chơi trước và quản tôi xì? Xỉm xe hả? Xỉm xe hả? Ừ. Xỉm xe là cái gì? Xỉm xe. Xỉm xe với tôi. Trời ơi, chơi cái trò gì mà mất tuổi thơ quá. Cái bào, 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 cái bào. Hey. Nani. Cái bào, 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 cái bào. Hey. Lúc nào cũng vậy hả chị? Chưa bao giờ rút được một bài học kinh nghiệm. Rồi, hay gì ta? Rồi thua chơi trước. Ai ném đầu tiên? Nãy giờ mình cứ chơi trước mãi nó thôi. Ném cho. Mỗi bạn 10 lần ném. 10 lần ném. Rồi thứ gì bắt đầu. Anh Viên. Một điểm. Hay quá. Ba quả được 3 điểm. Điểm. Mười điểm. 10 với 3 là 13. 13 điểm. Yeah. 6 quả 15 điểm. 7 quả 15 điểm. 8 quả 15 điểm. Từ từ. Còn nó không nè. Nó nhẹ quá à. Ở dưới 13 14 á. 9 quả 17 điểm. 17 điểm. Hoặc quả cuối cùng. Oh, no. 10 quả 17 điểm.
Thua lỗ. Bây giờ là quả bóng thứ 11, mình cộng luôn. Hay quá. Hay quá. Coi coi hèm nhắm đó thấy không. 19 12, 19 13, 19. Ủa sao hờ hững vậy? Em thấp, đếm thấp xuống, đếm thấp xuống. Đừng đếm bỏng quá. Yeah. Yeah. Oh. 14 quả, 29 điểm. Trời ơi, mém. 15, 29. 16, 29. 17, 31. 18, 31. 19, 31. Quả cuối cùng. À? 20, 31. 20 quả, 31 điểm. Để cho mình lớn thôi anh lượm cho. Rồi, bây giờ là chúng ta có 20 quả rồi. Và hiện tại con số là 31. Quả thứ 21 để coi bao nhiêu điểm này. Áp lực quá. Hay quá. Rồi, thấy lại luôn. Cả đồ ok hả anh? 33. 22. 22, 43. Trái này hợp lý á. 22, 43. Được một lon cũng được. Thấy là có, thấy là có trời. Ừ, thấy là 44. Có trái rồi. Ơ, cái gì vậy? 24, 44. Trời ơi, gì vậy? Em làm 44. Sao vậy? Từ từ thôi, cứ nhắm đi em. 26, 44. Cứ nhắm đi. Nhắm. Nhắm đàng hoàng. 27, 54. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá em ơi. 28, 64. Qua bên kia, qua bên kia, qua bên kia. 29, 64. Quả cuối cùng. Quả cuối cùng. Hay quá. 74 điểm. Như vậy là sau 30 lượt ném, đội các bạn mang về 74 điểm. Quỳnh Lập là tới 3 lần được. Quỳnh Lập là tới 3 lần mà hả, rớt 3 lon lận. Quỳnh Lập là 3 lần 3 lon. Còn em 3 lần, không có lon. Em là 10 lần 1 lon. Thì bây giờ có chiến thuật gì không? Không cần chiến thuật, tôi nhìn thấy Quỳnh Lập tôi không cần chiến thuật hết, quan hỷ mà chọi thôi. May mắn rồi. Phải có gọi tính toán chứ sao mà ấy được. Cứ bóng bự mà chọi, đúng không? Bóng nhỏ là chọi bị qua lỗ. À. Bóng bự là vô được lỗ. Mình chỉ chơi một bóng thôi. Rồi, mời. Để anh đi trước cho. Anh lượt. Nè, một lần một thôi, anh không làm nhiều. Mà bên này thôi chứ không phải đầu bên. Ok. Bây giờ chọi làm sao một lần 6 lon luôn là 20 điểm, đẹp liền. 6 lon là 100 điểm luôn được. Chứ thôi. Sao hay, hay là dễ lắm. Wow. Wow. 10 điểm đầu tiên lượt. Coi kìa đó, coi kìa, ra vẽ nè. Đó, đó, ra vẽ, ra vẽ. Hai lượt 10 điểm. Trời ơi. Trời ơi. À, hay lắm rồi, hay lắm. Cứ như thế mà phát huy anh lượt à. 10 điểm. Bình tĩnh nào. Tâm lý liền, tâm lý liền. 3 lượt 10 điểm. À. 4 lượt 10 điểm. Năm lượt 20 điểm. Năm lượt 20 điểm.
6 lần 20 điểm. 6 lần 20 điểm. Cứ nhắm lỗ mà ta chọi thẳng vô nè, nhắm lỗ, đúng rồi. Cứ nhắm lỗ mà ta chọi thẳng vô nè, nhắm lỗ, đúng rồi. Vô nè, nhắm lỗ, đúng rồi. Đúng rồi, 7 lần 20 điểm á. Cứ vô lỗ mà chọi thôi. Không có bị dời ha, thời gian, anh từ từ. Anh cứ bình tĩnh nào. Bùa 8 lượt 30 điểm. Còn 2 lượt nữa. Nữa nữa. Mà nữa nữa. Cốt. Wow. Wow. 11 điểm. Là 11 điểm nữa. Là 41 điểm. Wow. Còn 1 lượt cuối cùng. Ôi ghê hả? Mấy kiểu hay ca dễ lại không trúng luôn. Tiến lượt mang về 41 điểm. Cái việc mà còn lại là quá dễ dàng cho Lan Ngọc với Lâm Vĩ Dạ. Xếp lại. Không làm được thì đừng có trách tôi nghe chưa. Gánh nặng trên vai em. Người ta một lần, hai lần, ba lần chỉ không lần, không lần. Rồi. Anh biết em áp lực. Che mắt, che mắt, che mắt. Là mình còn khoảng 33 điểm nữa, quá dễ. Lần 1. Lần 1. Trời ơi, nói gì nữa. Là bao nhiêu rồi? 51. Ủa, sao dễ vậy? Trời ơi, có gì mà chọn cũng không được nữa à. Hên ơi, hên ơi. 3 lượt 53 điểm. Năm lăm. Sáu mươi lăm. 75 luôn, chị là thắng luôn. Có khả năng là Lan Ngọc không cần chơi luôn. Không cần chơi. 67. Thôi về, chương trình kết thúc tại đây. À, chẳng giấu gì khu bình lợi của em hồi xưa hay tổ chức hội chợ dữ lắm. Em cũng đôi lần chống cha chống mẹ để đi chơi. Còn bên kia là hồi trước gia đình không chơi món này hả? À không, xin lỗi. Từ đầu chương trình là Thúy Ngân đã nói là em thích tạt lon. Em chơi lại. Ờ, cầm cái banh ném là thấy. Rồi, bây giờ banh như thả diều vậy. Bây giờ mời vào vị trí đây. Đến thời điểm này thì chúng tôi công bố luôn là đội Tiến Luật, Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ đã thắng tuyệt đối 3 game liên tiếp rồi. Bây giờ ở đây chúng ta có chanh chua. Qua luôn. Bánh mì sandwich kẹp nhân wasabi. Và nước. Nước đá. Đắng. Này sao thách đố hả? Thách đố, ai có quyền thách, tôi có thể tạt một quả được bao nhiêu lon hay là gì đó. Và nếu tôi không chiến thắng tôi sẽ ăn cái gì đó. Ai dám chơi, lên tiếng. Nãy giờ em chơi không được trái nào luôn. Lan Ngọc thách đấu với Thúy Ngân. Chơi. Đó. Rém liền. Hay lắm. Cái ngữ mà chơi thử là hay được vậy lắm. Rất chơi thiệt nó không được vậy à. Trời. Vô em. Sợ gì. Bây giờ chúng tôi không có reset gì cả. Cho nó khó. Rồi. Hai bạn thách đấu như thế nào? 3 miếng chanh. Ok. Tôi thách đấu cùng Thúy Ngân 3 miếng chanh, một lần 3 lon. Chúng ta không cần tính như thế nào. Ai nhiều lon hơn thắng. Dĩ nhiên 3 lon là thắng 2 lon ha. Rồi. Xỉm xe. 1, 2, 1 lượt 1. 1 lượt 1 nha, 1 lượt 1 thôi, 1 lượt 1. Ngoài thứ ra ngoài hết. 3 miếng chanh, nhai, nuốt. Cái bao trong đầu là chị ghét cái bao. Một lượt một,
và 3 miếng chanh nhai nuốt. Rồi xong. Rồi xong. Suýt trúng luôn á. Suýt trúng luôn á. Ngọc ơi. Đi vô lấy 3 miếng chanh nhai nhai nuốt đàng hoàng. Ngọc ơi. Nhai là phải nuốt. Mình què đi cái mình chơi lại. Rồi ok. Ờ què là coi là coi là coi là coi là què nè. Gà đà. Thấy chưa? Để em nói rồi. Không, mình phải chơi đến nhà người thắng. Thì em đang nói què hợp tác mà. Anh đi đó. Đứng làm tiếp đi. Một lần. Ngon rồi, ngon. Cũng rồi. Không có dễ dàng gì đâu chị. Cũng không dễ dàng gì. Ngon rồi. Phải có một cái thôi. Anh lùng đẩy. Trời ơi, xạo dễ xạo. Ơi. Em sợ tôi chưa? Ghê thì thôi thua. Nè nghe, ngay cái lon em ngã. Ngay cái lon em ngã. Cái gì? Nó đau là chỗ đó đó. Ba miếng chanh nhai nuốt. Đau là chỗ ngay cái lon bên ngân ngã. Ngay cái lon em ngã. Nhai nuốt. Biểu diễn cho bà con cô bác coi. Hey. Ôi nãy chơi giờ qua vòng vòng em đã mắc ấu rồi, giờ dậm thêm cái này nó lấu thiệt luôn á. Nhai nuốt. Sợ. Nhưng mà ngon ăn chanh được. Ok rồi, ai cũng đấu dài. Tôi muốn đấu cho Thiên Ngân. Ủa, thôi, mẹ mới thua rồi, đấu người khác. Chơi luôn. Ngân nhận lời rồi. Rồi, à, được, okay. Ngân. Nửa chai nước đắng. Ba miếng chanh xong mới nửa chai nước đắng. Đúng rồi. Chơi cho nhập viện hả? Ba miếng chanh với lại một ngụm nước đắng. Ok, ok. Rồi, xỉm xì. Cái búa. Ok. Chết. Thôi đó hả? Sao á, tội nghiệp cũng bé ghê á. Để xóa và giải lời nguyền nè. Cố lên chị. Thôi được rồi, để tôi quăng trước cho em. Ok. Tên chỉ cần một trái thôi, số 6 đi. Cuộc đời em không lẽ nào cứ xui mãi. Kiêu kỳ lên chị, tự tin kiêu kỳ lên. Nhất là mình phải có một lần. Một lon thôi cũng được. Ba lon ngon. Cho em một chạc nào sớm sớm đó được không? Thấy chưa? Hay quá. Đơn khúc bên đó, khúc bên này nhiều hơn. Hồi nãy tính ra anh luật anh đụng được cái càng á. Anh trước. Đâu, hồi nãy em thua anh nhưng mà anh vẫn quăng trước cho em. Đây nè, nhắm ngay đây là dính nè. Khúc bên này nè. Sao vậy trời? Sáng hôm nay em bị sao á? Tôi cho em một cơ hội. Tôi cho em một cơ hội nha. Nè. Đó. Tiếp tục. Cái này ta gọi là chơi ngu nè. Tôi cho em một cơ hội. Số 9 á, số 9. Cho hôm nay em bị sao? Có cho cơ hội nữa không? Em có xin gì tôi hay không? Trò chơi của chị là ném vào chỗ trống đúng không? Không phải, tại cái tay em bị cắn nha. Em có xin gì tôi không? Xin anh luôn. Một cơ hội nữa. Một cơ hội nữa. Ok. Hội nữa. Ok. Ok. Oh. Em mời anh được chơi trước luôn. Ok. Màu đỏ không hợp, em lấy màu vàng. Tôi xin em một cơ hội. Tôi xin em một cơ hội. Ngân, anh xin em một cơ hội Ngân à. Em không cho.
Ngân, anh xin em một cơ hội. Ok. Ủa, cơ hội mà em sao em nhắm như vậy? Cơ hội là không nhắm. Rồi nhắm, rồi nhắm cái lỗ trống. Ừ, em bị rét kim. Ok. Nên em không thấy. Đó. Đây, ok. Ủa có cái chơi không? Chắc mình chơi tới sáng quá anh. Mình nhường qua nhường lại tới sáng luôn á. Trận này là trận quyết. Quyết định, rồi. Nãy giờ thật sự là chơi dở chứ có cái cơ hội gì chứ. Trời ơi. Đánh sống đi Ngân ở đây. Quyết liệt nè. Thôi em tới rồi. Ném liền, ném liền. Đắc thắng liền cho em chị. Ủa chị ơi, ủa sao vậy? Dưới đó đâu có cái gì đâu. Thôi hỏi chơi đó, dẹp đi, dẹp đi. Không phải, em phải mệt chứ. Mỗi người ăn chanh, mỗi người ăn chanh uống ngụm nước luôn đi anh ơi. Ừ. Mỗi người chia ra nhau ra đi, chia đi. Bữa nay nè, Quỳnh Lập, em là khách mời em nay. Em chọn ai để em đấu? Cho chị Dạ đi. Làm chị Dạ vô. Chị Dạ đi. Vô. Chơi không chị? Chơi không lẽ rồi. Em bắt đấu rồi tôi không chơi thì người ta cần tôi sao? Chọn món gì đã? À, mời Lập chọn. Chanh với nước đắng nha. Y chang vậy ha. Y chang vậy luôn. Ok, chanh với nước đắng. Chanh với nước đắng. Vô, quánh tôi xì. 2, 3. Chị thua rồi. Ủa chị thua rồi chị phải đi trước chứ. Chị thua rồi. Chị thua rồi. Chị ăn luôn rồi nè. Rồi. Anh Lực ơi, ai mở hàng mà xui dữ vậy ta? Xui dữ vậy ta? Xui dữ vậy ta? Ồ, 2 lon. Ba miếng chanh, nửa chai nước đắng. Tôn. Em thấy cuộc chơi chưa quyết liệt lắm. Nó bị nhanh gọn quá đó. Vô. Em muốn là chanh chó đời anh ơi. Nửa chai đúng rồi. Sao mà anh gót như nước ngọt đúng vậy? Chanh trước. Ba miếng chanh. Cái này đâu phải một ngụm đâu, cái này một ly mà. Nãy là nửa chai với ngụm luôn nào. Cái này là một họng. Không. Ba miếng chanh. Nó quyết định là một ngụm mà. Ba miếng chanh. Lấy miếng nhỏ thôi. Rồi nha. Đang lấy miếng nhỏ. Trời, cái miếng này nhỏ lắm mà. Nhai nước xong lấy nước đắng tráng miệng cho đỡ chua. Nước đắng. Uống liền, uống liền để nó mất vị chua. Đúng rồi. Nuốt liền đừng nhạnh nha. Nuốt liền. Nuốt liền. À rồi, nuốt gì đắng. Nó át cái vị chua liền. À. Em thấy em giả được mấy cái tật trong người em ra luôn á. Uống quên tự nhiên uống nha. Trường Giang, em mời anh. Nani. Hả? Mời anh kìa. Trời ơi, Ngọc. Em gan vậy Ngọc. Anh Trường Giang, em mời anh. Ok. Mùa nãy anh Giang chưa hay anh Giang thắng. Anh chị Giang ơi. Là anh chị mà chị chơi cỡ đó thì em nghĩ đi. Một chai nước đắng và 5 miếng chanh. Một sao? Một chai nước đắng đó thôi. Rồi nước đắng còn lại đúng không? Đúng rồi. Rồi ai chọn trước? Anh chứ ai? Rồi né ra. Anh chứ ai? Ai? Mời chị. Mời chị luôn, mời chị uống luôn. Mời uống luôn. Mời uống luôn đi. À, phải chơi chứ. Khùng quá. Con cái mặt con khiếp. Ôi, cái này cười không phải là tự tin đâu mà cười là bị điên rồi. Quá điên rồi. Sảng rồi. Quá điên rồi. Em chỉ còn 2 vị trí để huề thôi, là vị trí này và vị trí này. 2 chỗ này thôi. Mà Ngọc hay hơn lắm nha, Ngọc hay hơn lắm á. Đúng vậy. Đúng vậy, nhưng mà không phải hôm nay. Nè, chuẩn bị nghe nụ cười nữa nè. May mắn lần sau nha. Cười coi nè, cười. Cười lên. Ai vậy trời. Ủa, tốt sức khỏe. Nước đắng giả tập. Thủ sẵn cho bé Ngọc.
dặm chanh vô lại, dặm chanh mà đặt dặm chanh vô lại. Hết chưa? Trường Giang, Trường Giang. Trời thôi mà. Thôi. Bé nó muốn được. Thôi mà. Bé nó chưa thấm sự đời. Anh giúp bé nó hóa điên giúp em. Trường Giang 5 miếng chanh. Trường Giang 5 miếng chanh. Trường Giang. Đừng có gắn thêm nữa. Đừng gắn nữa. Còn đơn, 11 với 15 đơn, luôn hả? Y vậy luôn. 5 miếng chanh đúng không? Có nuốt không hay là ngậm rồi phun? Nhai nuốt. Nhai nuốt. Hay gì ta? Lại nụ cười ấy. Lại nụ cười. Không có cười điên dại nè. Trời ơi. Xin mời. Cái miếng này vỏ nhiều nè. Cười nữa rồi kìa, anh Lộc cười nữa rồi kìa. Hai miếng à. Lớn quá nhỏ. Miếng nhỏ nè. Miếng mỏng nè. À, mỏng nè. Nè, mỏng nè. Rồi, quay mặt về phía trước. Em, Ninh Như Lan Ngọc, từ nay trở đi không dám thách đấu anh Giang. Không dám thách đấu anh Giang nữa. Dám chơi dám chịu. Tốt cho cậu. Ghê lắm. Năm miếng chanh nó chua ghê lắm. Nó lên tới ốc lần. Nó chua mà cái vỏ nó đắng nữa. Wow. Chua chát. Nổi hết da gà. Đứng coi thôi mà. Năm miếng chanh nó chua chát như phần thi của chị vậy đó. Trường Giang. Trường Giang. Thôi dừng lại đi. Dừng lại đi. Trường Giang. Nói hết nổi rồi. Trường Giang. Ngã ở đâu đứng dậy đó. Trường Giang. Nè, không có đấu nữa, biểu diễn thôi nha. Không, tâm phục, khẩu phục. Đó. Không. Chú heo đồng hồ. Thủy Ngân. Đó. Ngân, chẳng lẽ em anh lượt ra đây với em một ván cuối. Em á là giống như là một cái đứa bé mà bị cái gì á, ai xúi gì làm đó. Không có xúi, em cũng đồng ý, em thấy vậy nên vậy. Mình phải gỡ lại mặt mũi anh em mình dán người rồi. Ba miếng chanh. Wasabi kẹp ba miếng chanh. Trời ơi. Ok á. Chơi luôn, tôi chơi. Một. Ghê lắm. Hai. Ba. Không ai nhắc cái bao luôn á. Không biết luôn. Không biết luôn á. Ngân, bên này đi tin chị. Chị mới thua luôn. Lục ơi, bên này dễ nè. Cẩn thận quá. Trời ơi. Wow. Cuối cùng thì em cũng thắng. Mình kẹp chung. Kẹp chung một miếng chanh đúng không? Một miếng đúng không? Ở trong nhà hàng người ta làm đó, đẹp lắm. Kẹp vô á, đặt cái nhân á. Nhân này. Đó, đẹp. Anh Luật nhìn kết quả của em nè. Trời ơi. Đây em nhìn miếng mỏng cho. Miếng này mỏng nè, anh Luật. Không, cái này mỏng hơn, cái này mỏng hơn. Rồi. Trời ơi, nhìn cái miếng bánh. Miếng bánh nó đẹp mà nó ngon dễ sợ không? Cay mà chua mà nghẹn nữa.
Anh hóa điên rồi. Uống miếng nước, uống miếng nước cho dễ nuốt anh ơi. Bị nghẹn nghẹn, uống miếng nước. Đừng, đừng nghe lời. Xin ốc sợ gì? Còn gì đâu để mất anh Luật. Nữa hả? Lần lượt cứu nha, lượt cứu nha. Thôi lần chơi nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc rồi. Thưa quý vị, bây giờ là phần tiếp theo của Bay Nụ Cười Show. Thưa quý vị, đây là phần cuối của 7 nụ cười xuân của tối ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, đội chiến thắng ngày hôm nay sẽ được mỗi bạn một cái thẻ quyền lực tự chọn ngẫu nhiên dùng cho những tập sau. Sướng à. Rồi em có được thẻ. Hãy đọc lên nào. Thẻ hoán đổi người chịu phạt. Thẻ hoán đổi quyền lợi. Thẻ hoán đổi. Hoán đổi. Hoán đổi đội chịu phạt. Trời ơi. Cái đó xịn đó. Rồi. Đây là những thẻ mình sẽ dùng cho những tập phát sóng sau. Gì? Cái đó xịn quá à, em ước ao. Cái quyền lợi là cái gì, là cái này là nhỏ nhất rồi đúng không? Đâu, quyền lợi trong cái trò chơi đó mình sẽ cái được, ví dụ như người ta một trái banh thì mình được 5-7 trái, mình thắng rồi. À. Không, ví dụ như mà anh được thưởng á, ví dụ bốc thăm trúng thưởng chúng cái anh đổi luôn. Được không? Hợp lý. Giống như hợp. Chiếc nhẫn hôm bữa đó. Hợp lý, ví dụ như là Ngân có chiếc nhẫn, tôi kêu tôi đổi quyền lợi của Ngân. Được mà. À, đúng rồi, miễn là quyền lợi thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ không phân tích sâu. Khi nào vào tình huống chúng tôi sẽ phân tích cho các bạn biết. Ủa sao anh Luật có mang dép không vậy? Hay là anh mang cái gì vậy? Đây là đôi giày của tôi. Nụ cười sẽ tắt liệm ngay bây giờ. Thôi rồi. Hình phạt, xin mời. Mời bịt mắt. Mời bịt mắt. Mời bịt mắt. Trời ơi, này nặng nề quá vậy. Bon. Bon. Đây là Thúy Ngân. Dạ. Có thể chọn bên trái hoặc bên phải. Mọi người hãy tự chọn đi. Thúy Ngân, đầu tiên Thúy Ngân chọn gì? Em chọn bên trái. Bên trái. Em chọn bên đây. Đứng im. Làm cái gì giận nộp bên trái phải. Im. Gì vậy? Không có gì cả. Gì nặng vậy anh ấy? Chọn bên này. Không ghê vậy. Quên lắp. Em chọn. Em chọn bên này. Rồi, chọn bên trái. Thôi em đổi bên, em đổi bên. Cho em cơ hội cuối. À. Bên nào? Bên trái, bên trái. Nè, cho nghe lại lần nữa nè. Bon, bon, chọn bên nào? Bên trái. Rồi, bên trái. Hên quá. Cái kia là cái gì vậy? Nước. Hên quá. Ngày hôm nay hình phạt nó có vẻ nhẹ nhàng quá. Nặng nề nhất đó chính là quỳnh lập khách mời của chương trình. Mở, đứng dậy. Mở mắt đi em. Ôi. Không, nhưng mà tính ra trong mấy hình phạt này vẫn đỡ nhất rồi. Đúng vậy. Ngày hôm nay với sự trở lại này mình thấy như thế nào? Dạ. Em thấy là trở lại mà không có quy hoàng lắm. Thua đầu thua toàn tập luôn. Đang về phút cuối còn có một mình em ăn bột mới ghê chứ. Anh ăn bột mà. À, anh cũng ăn bột luôn hả? Bây giờ này, chương trình có một ưu ái cho khách mời là Huỳnh Lập, hãy cho biết lĩnh vực nào mình đang mạnh nhất để chúng ta thách đấu ngay tại bây giờ với một nhân vật chiến thắng bên đây. À, văn học, nghệ thuật, văn hóa, giáo dục công dân. Lộn mèo. Lộn mèo. Cứ lộn mèo hoài. Đấu với lại làm bị số đi. Không, lộn mèo là bé Ngọc ok hơn. Em được quyền chọn người thách đấu mà. Rồi chọn đi. Tiến Luật. Đó, anh làm gì em mới chọn anh đó. Tiến Luật. Rồi, luật chơi của chúng ta. Lộn mèo. Là lộn từ cái thảm bên đây về cuối thảm bên kia, sau đó ngược về lại vị trí cũ, ai nhanh hơn thắng. Nhưng mà anh Giang, anh có chuẩn bị xe cấp cứu rồi chưa? Ở đây là lộn đâu. Bán kính ở đây 1 km là bệnh viện. Sao mà chẳng được. Rồi, mời Luật.
Anh ơi, lộn thì lộn. Anh Giang ơi, phải cho hình phạt mới cố gắng. Có hình phạt. Nhớ nuốt miếng chanh nha nha, đừng có ói dọc dọc nha. Lại hai quả bóng còn lại. Một chiếc bóng. Hai chiếc bóng. Ôi, tính ra là em chọn cái vụ mà lộn mèo này là em cũng thiệt cho em lắm á. Mệt chứ không phải khỏe đâu. Lộn mèo là chúng ta lộn cái đầu xuống hai cái chân lên chứ không có tay nha. 3, 2, 1. Ai qua xong về lại thì thoát hình phạt. Ai về sau bị hình phạt là hai quả bóng còn lại. Xuống. 1. Ủa, là về trước về sau hả anh? Ai về trước thắng? Chọn tôi thì em giết tôi rồi. Nhanh nha. Rồi. 1, 2, 3, go. Rồi. Chơi gì nè. Trời ơi. Anh ơi, cố lên. Nhanh lên. Anh thua, vẫn phải về nữa. Anh thua đi. Say sẩm quá. Nhanh đi Lộc. Ê, cho tôi lộn ngược được không? Lộn ngược cho được không? Ấp cái đầu vô, ấp cái đầu vô. Đừng có chống. Nó đỡ chúng mà. Thấy anh luật phục quá. Không bị tiền đình mà. À? Ngọc giống như là người phán xét vậy. Làm ai, đi Ngọc. Ai thua là nó xử hơn. Làm đi Ngọc. Ủa Ngọc sao lại ké quá vậy? Ngọc. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Trời ơi. Trời ơi. Thôi hai đứa trời. Quá dụng về. Hết trơn quá. Trời ơi. Thả là Lan Ngọc cố tình luôn mà cũng bị rớt bên đây. Còn Quỳnh Lập bình thường vẫn rớt bên đây. Sao kỳ vậy ta? Kỳ vậy ta? Giống như có ai đỡ chảnh vậy á. Trời ơi. Đúng kỳ lắm. Ngày nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình 7 nụ cười xuân do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau. Những thứ có thể thấy trong rừng. Trong đâu anh? Trong đâu anh? Trong rừng. Trời, trong rừng mà tôi nghe nói trong vườn. Anh con đi, em nhiều con lắm. Con. Đại. Bàn. Trời. Trời. Ủa mọi người, mình phải hỏi thử là người thứ 8 là ai, có bật mí được chưa? Tức là không là em chứ ai nữa. Ủa dạ. Wow. Ủa. Đây là người thứ 8 không? Cái gì vậy? Xin chào tất cả mọi người, tôi sẽ là thành viên trong cuộc thứ 8. 8 tuổi cười xuân. Ê, bình thường là phải đợi mời mới ra đó. Vậy là em chưa được giới thiệu hả? Chưa luôn. Thôi em vô. Ông trời, quý vị thấy không? Luôn công bằng với mọi thứ. Không cho ai tất cả.